nhà tắm này ai thôi đội tắm mà cô mới giống điện qua ăn việc đó thôi đội trong nhà tắm. Chú coi đâu có gì trong đó. Có cái gì? Có gì đâu, có cái gì đây. Cái đó cái gì đó chú? Cái đó là cái khăn của con kia, sao mà mới mới giống nó thơ quần áo trong này. Cô vừa phải thôi chứ. Chứ cái khăn là cái gì chú? Sao nói phơi quần áo? Quần áo với cái khăn có chung nhau không? Mặc quần áo đâu, cái nào cái quần áo đâu, cô chỉ cái đó là cái gì? Cái khăn chứ. Để cái khăn để lấy ra chứ. Được, cái khăn mà nó không rửa trong đó luôn à. Sao sớm thì vô cũng ói luôn. Cô điện mới cái này là không có dễ, không phải là tình lâm biết. Mà cô hỏi cái này của ai? Cái khăn của ông kia mà không có quần áo. Của ai? Giờ chú xác nhận là của ai đi. Thì của ai nghe đi, đã nói của ông kia đó. Ông kia là ông nào? Ông bảo vệ kia đó. Của chú nè, có cái khăn có gì không? Rồi chú lấy ra giùm con đi. Ba mày đó! Muốn mẹ mày mất dạy. Cũng mẹ mày chứ không có vậy, ông kia gần tay chắc đồ tùm lum lẫm mày nói. Cùng mấy mấy chuyện đây mày mất dạy vừa phải thôi. Cô bảo nói quần áo. Cũng mẹ cái khăn có gì mất chính mày không mẹ? Được rồi, mẹ mày không dám biết đâu mẹ mày. Con có quay video hết này chú, được đó.